bạn đang nghe chương trình Tỉnh Nguyện Hàng Ngày trên Quanh Quay Radio với những bài học từ lời Chúa qua kinh nghiệm sống hàng ngày của nhiều tác giả dựa theo tài liệu CBN Devotional Daily. Ao ước bạn sẽ được tươi mới trong hành trình theo Chúa mỗi ngày. Khi quyết định tin nhận Chúa Giêsu, chúng ta cầu nguyện mời Ngài bước vào cuộc đời và làm chủ tấm lòng. Nhưng thành thật mà nói, hãy suy xét lại những ngày tháng qua. Bạn có thực sự để Chúa làm chủ tấm lòng cách trọn vẹn không? Hay là bạn vẫn đang cố gắng giữ lại một số nơi trong tấm lòng mà không muốn Chúa bước vào? Hôm nay, ngày 21 tháng 10 năm 2021, chương trình Tỉnh Nguyện Hàng Ngày thân mời quý thính giả cùng suy gẫm lời Chúa với tác giả Marsha Brickhouse Smith qua chủ đề Bạn có đang để Chúa làm chủ tấm lòng? Thật là một ngày dài đầy mệt mỏi. Tôi quyết định sẽ đi dạo một quãng bên cạnh dòng sông êm đềm, gió thổi nhẹ qua những tán cây sồi cao. Đó là một ngày mùa thu vàng tuyệt đẹp. Tuy nhiên, tôi cảm thấy rất cô đơn. Có quá nhiều điều xảy ra trong cuộc sống làm tôi bối rối. Tôi bắt đầu trò chuyện với Chúa Giêsu, Đấng hiểu hết mọi suy nghĩ trong lòng tôi và yêu thương tôi vô điều kiện. Chúa ơi, con đã cầu nguyện xin Ngài ngự vào lòng con, nhưng nhiều lúc con thấy lòng mình thật trống trải, Ngài có thực sự ở đó không? Dường như trong lòng mình, tôi nhận thấy tiếng Chúa thỏ thẻ. Con yêu dấu của ta ơi, ta đã chờ đợi con đến với ta và hỏi ta. Có những lý do khiến lòng con cảm thấy trống rỗng. Khi ta đến với những căn phòng của tấm lòng con, thì nó lại đóng kín. Vì yêu thương con, ta đã giao mọi chìa khóa vào trong tay con. Có những chỗ ta không vào được, vì con đã đóng kín. Con cầu xin ta làm chủ cuộc đời con, nhưng vẫn có những chỗ trong đời sống mình con không muốn mở cửa cho ta vào. Ta biết là con đã dâng tấm lòng con cho ta, nhưng có những căn phòng đặc biệt trong đó con lại đóng chặt với biển báo không được vào. Vì vậy, con đã cảm thấy trống rỗng và lạnh lẽo. Tôi liền đáp lại với Chúa: "Nhưng Chúa ơi, những căn phòng đó chứa đầy thương tổn, buồn đau và bối rối. Chúng là những căn phòng duy nhất mà con chưa mở, bởi vì khi mở ra, nó sẽ rất đau. Chẳng lẽ không thể để nó đóng chặt được sao?" "Không, con của ta, nếu con muốn ta là Chúa của cuộc đời con, thì ta phải ngự trị và làm chủ tấm lòng con. Toàn bộ tấm lòng, con cần phải mở căn phòng có tên không tha thứ ấy ra, và con hãy tha thứ, thật sự tha thứ và bỏ qua lỗi lầm. Rồi hãy tiếp tục đi đến căn phòng có tên là đau buồn và để cho ta khỏa lấp căn phòng ấy với sự yên ủi và yêu thương. Rồi hãy đến với căn phòng có tên quá khứ và để ta thanh tẩy nó bằng huyết báu của chính ta. Ta sẽ lấy đi mọi thứ trong những căn phòng ấy và đổ đầy chúng với tình yêu, lòng thương xót và sự tha thứ. Ta sẽ cất hết những nỗi đau, sẽ lau sạch những thương tổn và con sẽ tìm thấy những điều quý giá giấu kín ở đó." Tôi nhớ lại việc Chúa Giêsu đã sinh ra ở nơi chuồng chiên máng cỏ vì nhà trọ không còn phòng trống cho Ngài. Từ nhỏ, mỗi lần nghĩ đến việc không còn phòng cho Chúa Giêsu, tôi lại cảm thấy rất buồn. Và chính lúc này, Chúa lại nhắc nhở tôi vì đang làm điều tương tự khi đóng chặt những căn phòng trong tấm lòng mình không để Chúa bước vào. Chính tôi cũng đang làm giống như người chủ nhà trọ khi xưa bảo rằng lòng tôi không còn chỗ trống cho Ngài. Chúa muốn tôi mở lòng mình ra và mời Ngài không chỉ bước vào mà còn có toàn quyền làm chủ mọi căn phòng, mọi lĩnh vực của tâm lòng, của đời sống tôi. Đã nhiều năm qua, tôi đóng chặt những căn phòng đó, không để Ngài bước vào. Tôi tự hỏi tại sao mình có thể xưng Ngài là Chúa, là chủ, trong khi lại không thực sự để Ngài kiểm soát trọn vẹn tấm lòng của mình. Tôi quỳ xuống bên cạnh dòng sông và xin Chúa Giêsu bước vào những căn phòng đó. Và Ngài đã bước vào. Tôi tin rằng Ngài cũng sẽ làm như vậy với chính bạn. Hãy để Ngài làm chủ toàn bộ tấm lòng bạn, không phải là một phần, nhưng là toàn bộ. Và bạn sẽ hoàn toàn được thay đổi cách đầy lạ lùng. Đức Chúa Trời là Đấng hành động trong chúng ta bằng quyền năng Ngài, có thể làm trỗi hơn bội phần mọi điều chúng ta cầu xin hoặc suy tưởng. Ê-phê-sô chương 3 câu 20. Thân mời chúng ta cùng cầu nguyện. Lạy Chúa, xin tha thứ cho con vì vẫn đóng chặt những căn phòng trong tấm lòng mình. Hôm nay, con xin giao phó trọn vẹn tấm lòng con cho Chúa. Xin Ngài ngự trị
làm chủ và cai quản mọi lĩnh vực của đời sống con. Con thành kính cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Quý tín giả thân mến, có lĩnh vực nào trong đời sống bạn vẫn chưa hoàn toàn đầu phục theo ý muốn Chúa, vẫn muốn giữ riêng cho mình, làm theo tiêu chuẩn và ý muốn mình? Hôm nay Chúa mời gọi bạn hãy tin cậy Ngài cách trọn vẹn, đầu phục Ngài trọn vẹn và kinh nghiệm quyền năng biến đổi lạ lùng của Chúa sẽ tỏ bày trên đời sống bạn. Bạn ơi, dành chỗ cho Giêsu chưa? Ô kìa, Ngài đang đứng im mong chờ. Ngài vui lòng thứ tha bao ô nhơ, mong bạn dành lòng mình cho Chúa. Dâng ngôi cao san nhất lên cho Ngài, lời Ngài dạy làm theo hăng hái. Giêsu đến ban yên vui lâu dài, mời Chúa ngự vô lòng ban ngày. Ai tìm thú vui không thanh cao, ai tìm vinh hoa Giêsu không vào. Ngài thay người gánh bao nhiêu thương đau, mong ngự vào lòng ai khao khát. Dâng ngôi cao sang nhất lên cho Ngài, lời Ngài dạy làm theo hăng hái. Giêsu đến ban yên vui lâu dài, mời Chúa ngự vô lòng bạn ngay. Sẵn sàng chỗ cho Giêsu chưa? Dâng lòng mình lên Chúa ngay bây giờ, vì cơ hội lướt mau như thoi tơ. Ai chần chờ ngày mai sẽ lỡ. Dâng ngôi cao sang nhất lên cho Ngài, lời Ngài dạy làm theo hăng hái. Giêsu đến ban yên vui lâu dài, mời Chúa ngự vô lòng bạn ngay. Giêsu đến ban yên vui lâu dài,
mời Chúa ngự vô lòng. Ban ngày cảm tạ Chúa bởi sự ban phước và sức dầu của Ngài. Chương trình tỉnh nguyện hàng ngày của Quang Quay không chỉ đem đến sự khích lệ đời sống thuộc linh cho phần đông tín hữu, mà còn giúp nuôi dưỡng và phát triển đức tin cho nhiều tân tín hữu ở khắp nơi. Một tân tín hữu đã gửi lời nhắn hết sức chân thành đến ban biên tập của chương trình như sau. Mình rất cảm ơn ban biên tập của Quang Quay Radio về những video chia sẻ lời Chúa vào mỗi buổi sáng. Nội dung của các video trong kênh thật ý nghĩa và mang đến sự bình an diệu kỳ cho người nghe. Mình mới tin nhận Chúa và cũng mới biết đến Quang Quay Radio. Mỗi sáng mình nghe Quang Quay và hướng lòng mình về Chúa, mình lại thấy được hiểu thêm về Chúa và cảm nhận rõ hơn về tình yêu của Ngài qua những câu chuyện, những ví dụ trong đời sống hàng ngày mà Quang Quay chia sẻ. Quả thật, đây là một trong những phản hồi đầy khích lệ mà chúng tôi nhận được. Nếu quý vị được khích lệ qua chương trình, vui lòng bấm theo dõi kênh, chia sẻ chương trình này cho bạn bè, người thân để mọi người có cơ hội được tiếp cận với lời Chúa mỗi ngày. Ngoài ra, nếu quý vị có thắc mắc, góp ý, cần được tư vấn hay muốn tìm hiểu thêm về Chúa, xin hãy chia sẻ cùng với chúng tôi bằng cách để lại bình luận trên YouTube, Facebook, gửi email về địa chỉ chia sẻ amoc.quanquay.vn hoặc gọi trực tiếp về số điện thoại 0896 164 199. Nếu quý vị muốn dự phần dâng hiến cho chương trình này, xin liên hệ với Quang Quay qua các phương cách trên để được hướng dẫn. Chân thành cảm ơn quý vị. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình ngày mai.